Chả chay làm từ đậu hũ kỳ, đậu hũ kỳ, phụ trúc hay gọi là ván đậu mà loại khô đó. Sử dụng cái tofu khô nha, nguyên một cái bịch như vậy là 225 gram. Bây giờ mình bẻ nhỏ ra, mình ngâm trong nước ấm trong vòng 15 phút. Các bạn bóp nó nhỏ ra nha, bóp nó càng nhỏ càng tốt. Liên không có làm nguyên miếng, tại vì nguyên miếng đến hồi nó không có mịn được. Các bạn phải bẻ những cái rìm này nè, các bạn có thể bẻ bỏ đi, nhưng mà mình thấy nó cũng giòn mà nó cũng mềm đó, thì các bạn chỉ cần bóp cho nó mịn ra đó. Bóp mịn ra là được. Chế nước sôi vô và ngâm 15 phút, chế hết nước ra. Miếng vải ấy lên rồi đổ nó vô để mình vắt cho nó ráo nước. Thấy không? Bóp cho nó ra hết nước. Vắt cho nó thiệt khô ráo nha. Một muỗng muối 10 gram, một muỗng tiêu 5 gram, muỗng đường nhỏ lên ha. Canh dầu mè, nếu có bo rô phi thì các bạn bỏ vô, còn không thì mình bỏ hành phi cho thơm, cho ít tiêu hột vô, mình thích ăn thôi. Chảo nóng thì các bạn cho một muỗng cà phê dầu vô, tán cái dầu nó ra cái chảo ha. Và cái chảo thiệt là nóng thì cho cái này vô, xào lên. Cho một ít dầu màu điều ha, các bạn xào tiếp, xào cho nó chín và nó dính lại với nhau. Các bạn mà thích á, gói một cây lớn á, thì gói hết vô, một cây mà nửa ký đó thì là các bạn sẽ hấp trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Còn bữa nay đó là Liên làm cây nhỏ nhỏ để Liên để dành Liên ăn. Hồi xưa Liên có từng gói rồi, bây giờ sáng chiều nay muốn gói từng cây nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình sẽ nối cái video cho mọi người nhìn cái phần mà Liên gói cây lớn nha. Mục đích của mình xào là để cho nó kết dính, và khi các bạn gói thì các bạn hấp thì nó sẽ kết dính mạnh hơn đó, chỉ vậy thôi. Mà các bạn xào ít nhất cũng phải được 5 phút nha. Cho nó lúc mà các bạn nhìn nè, có vẻ giống như là nó đã dính lại với nhau đó, nó mềm xuống rồi, nó bắt đầu nó không còn khô nữa. Cái chảo Liên vừa xào xong ha, bị sẵn và mình quét lên một lớp dầu nha. Đó, một miếng lá là một muỗng ha. Bây giờ bắt đầu gói nè, bắt đầu cuộn lại ha. Một cây như vậy ha, đầu gói là cuộn cái này để xuống đây rồi mình gói lại. Cuốn cho nó chặt thì nó mới dễ được đó. Rồi bắt đầu cái mình cuốn cuốn xuống. Rồi hai cái sợi dây nó dư dư một chút mình cột lại. Cái gói này nó xấu lắm, nhưng mà phải làm như vậy thì nó mới chặt cái cây chả.
gói xong rồi đó. Khi mà các bạn hấp thì các bạn ăn các bạn nhớ giữ lại cái dây này, bởi vì lần sau các bạn cột nữa, các bạn có sợi dây các bạn cột. Dây này nó tên là thoi, thoi nè, dây cột thịt đó. Như vậy xong mình kéo thẳng xuống đó, mình chằng nó qua thêm một lớp nữa, rồi cái chỗ này nè cái mình bắt đầu cái mình kẽ lại, mình cột cho nó chặt lại đó, xong bắt đầu mình đi đi vòng vòng cuốn vậy đó cho nó chặt lại. Cuốn cái dây nhỏ, cuốn cái nhỏ nó còn cuốn dây hơn cái lớn nữa. Bún nước tương với lại chả, chả chay nhá. Còn miếng bún mình ăn buổi tối. Mì này đơn giản lắm đó. Đây là chả Liên làm bằng tàu hủ ki đó, bỏ vô. Rồi tiêu xanh. Đây là chả cây, ba cây mình làm ăn Tết năm 2023. Mình quay lại chút xíu cho mọi người nhìn vì không có video cũ. Trong một tiếng rồi thì bây giờ để nó ra, rồi cho nó nguội và cất trong tủ lạnh cho nó cứng lại, rồi ngày mai mới cắt. Ba cái chả đã hấp xong rồi và để lạnh rồi trong tủ lạnh. Giờ đi cắt cái cây này đã thử đó. Từng cây nho nhỏ thôi, làm bằng phù trúc ván đậu.